Ủi thiệt sự á, chị lấy hai set về mặc đi, nó khác nhau mà. Set nào cũng đẹp hết á. Set nào cũng đẹp ấy. Cái này là nguyên cả set. Rồi cái này là dập ly, cái này em còn có 6 set thôi. Ai lấy cầu vòng nữa thì ghi giùm em là cầu vòng. Em cho mọi người coi cái cầu vòng màu hồng này. Chị Ruby tăng đổi xíu đi, em mặc cái set này lên cho coi. Em mặc cái set dập ly cho coi đổi xíu nha. Em thay qua màu hồng cho bạn nào có muốn chốt thêm màu hồng thì mọi người chốt nha. Comment giúp em làm màu nha mọi người ơi. Đèn kim lên giúp em cái áo. Áo hơi xỉu luôn á. Trời ơi đẹp. Hát màu hồng này. Màu hồng. Vào làm cho chị miếng nước đi nhi. Màu hồng. Kim hồng có màu hồng chưa ta? Em coi kim hồng có màu hồng chưa? Hồng với đen giùm em nha mọi người ơi. Chị kim hồng có rồi, khá là cái màu hồng nó còn đẹp hơn nữa. Cái chữ á mọi người, nó chỉ khác một cái chữ thôi, nó không khác cái gì hết á. Rồi xong móc cái quần vô má. 129.000. Hàng này hàng xịn, siêu xịn luôn. Comment giúp em là màu nhá, hai màu. Hồng với này là đen. Nó chỉ khác một cái chữ thôi nha cả nhà ơi. Còn áo với quần nó đi trang nhau hết. Hôm nay nhiều set đẹp mê hồn luôn á. Rồi comment giúp em là màu, số điện thoại và địa chỉ giùm em. Màu, số điện thoại, địa chỉ nhá. Có 129.000 thôi mọi người. Rẻ hơn hôm bữa cả 10.000 lận á. Chứ không có ít đâu. Rẻ hơn hôm bữa cả 10.000 lận á mọi người. Rồi comment giúp em là màu, số điện thoại, địa chỉ nha. Ai lấy mẫu này nữa thì ghi giùm em là màu. Xinh ha. Mẫu này là siêu xuất sắc. Rồi em qua cái set dập ly mấy chị. Set dập ly giùm em nha. Trời ơi, điện thoại của em á. Chồng chị cho em vô danh sách mong hàng rồi. Chị gọi không nghe, chồng chị gọi thì tắt máy ngang. Của em đặt cái gì á, comment lại đi. Chị cho đi đơn luôn. Điện thoại mình gì rồi mai mốt ship tới là sao nhận em. Cái xe này có ít lắm nha. Cái này hết rồi mọi người ơi. Tới đó ví dụ như mà đơn em á hỏi ship gọi không được cái hoàn về của chị sao? Điện thoại em bị gì làm sao chị biết? Không, em đi đơn cho chị Minh Minh nhá. Đơn chị Minh Minh là 1.470.000 hay 1.570.000 gì em không nhớ, trừ 300.000 tiền cọc ấy. Em hôm bữa em mua cái gì comment lại giúp chị đi, chị cho đi đơn luôn nè. Rồi set chụp ly cao cấp 139.000, cái này comment lẻ nhá, có mấy cái. Đây mẫu này giùm em. Cái này là màu xanh đen. Cái này là hàng dập ly mắc tiền nha mọi người. Mẹ bán mọi người có 139.000 thôi. Cái hàng này là siêu xịn giùm em nha. Cái này là màu xanh đen. Cái này là màu xanh. Màu xanh. Màu vàng. Yếm á nha mọi người nha. Yếm á, đẹp quá. Màu đỏ. 139.000, cam kết là hàng Quảng Châu xịn luôn. Cái mẫu này lên cho mọi người là form siêu chuẩn luôn đó nè. Thấy form không? Siêu đẹp luôn. Và không cần nói xấu ký. Tại vì sao? Cái này là dập ly á mọi người, cho nên là không cần nói xấu ký vô nha. Bao nhiêu mấy chị cũng mặc được hết á. Cái này là mọi người bao nhiêu ký cũng mặc được hết. Tại vì cái này là form dập ly và form yếm. Quần là lưng chun. Này mọi người, những cái form quần đẹp lắm luôn á. Comment giúp em là màu, số điện thoại và kèm địa chỉ cho em. Em có một set thể thao bò sữa đẹp lắm, mặc quần dài với quần ngắn. Đợt em bán quần ngắn 135 rồi á. Mà nay nó về được quần dài đẹp lắm. Rồi comment tương tác chia sẻ giùm em đi mọi người. Chia sẻ giùm em đi. Chia sẻ lại giùm em nào. Bầu bon chen được chứ chị? Bầu bon chen ra được tháng cuối luôn ấy. Quần nó co giãn đà lắm, nó là dập ly á. Nên thoải mái giùm em. Mấy cái này mặc là không biết mấy chị có bầu luôn thiệt á. Tầm khoảng tháng thứ 8 lên mới biết mấy chị có bầu á. Đẹp lắm.
hoa, em cọc tiền nhắn tin trên Face rồi. Một set dập ly đang mặc của Minh Minh. Xuân Hoa hôm qua đã trừ cọc đi cho em. Xuân Hoa đang còn hàng đó hả? Xuân Hoa. Hôm qua đó là chắc đi rồi á. Nè, đưa cái đó đi, đưa cái đó cho đứa nào gói đi chị, để cho đi hàng hôm nay luôn. Băng trâm á, một hũ kem với chai chân cô gái á. Cái này comment giúp em là màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Cái set thể thao con bò này nó hàng nó hot lắm mọi người. Lên trên cọc đã em ơi, chưa ai ấy cọc luôn á. Xuân Hoa là chưa có nộp cọc đâu. Rồi cái này ghi dùm em là màu xanh đen. Cái này chốt lẻ nha, em còn có mấy set em cầm lên tay thôi, tại cái này em để cho xỉ hết rồi. Nó đẹp xuất sắc luôn á. Này em thử hết màu rồi đó mọi người. Thề mấy bà mà trắng da, mấy bà lấy ba màu này cho tôi nè. Tôi thề luôn á. Màu này là siêu tôn da luôn. Màu xanh, màu hồng với màu xanh, màu vàng với màu đỏ. Đẹp lắm nè. Nhìn cái là mê luôn á. Cái set này về mấy chị kêu Dung ơi, không phải hàng xịp, không phải như hàng 200 mấy, mọi người cứ trả lại cho em. Cái dập ly ở đây là dập ly là nhuyễn nha mọi người nhá, dập ly nhuyễn luôn. Mấy chị để ý kỹ thì mới thấy dập ly á, chứ không phải là dạng dập ly to đâu. Siêu đẹp luôn. Nó màu xanh này, màu xanh, màu vàng, xanh đen với đỏ của chị Ruby Tăng. Comment giúp em là màu nhá, số điện thoại và địa chỉ giùm em. Còn đó 6 set, ai lấy được ghi giùm em màu nhá. Má ơi, nó đẹp. Màu, số điện thoại và địa chỉ giùm em. Mấy cái mẫu này mấy chị ví dụ như mà không thích mặc với áo này thì mấy chị có thể phối với áo thun cũng đẹp. Tại vì cái quần dập ly á, nó đang rất là hot, phối với áo thun luôn. Comment giúp em là màu nha mọi người. Xinh ha. Rồi mang cái set này là bao đẹp luôn á. Lên đây chị một cái mẫu áo kiểu đen. Ủa, bên kia là cái gì vậy? Cũng có giống cái màu xanh vậy. Rồi comment giúp em làm màu nha mọi người ơi. Là áo gì vậy? Áo này để tối nay. Một kem phê đó, comment là gì? Sẽ đêm đêm đang mặc quần đùi jean mai mới có. Một hũ kem, băng trâm là lấy kem mặt đó, kem body em ơi. Mai mốt chị lấy xỉ. Dạ được chị, chỉ còn 1 triệu lượt like. Hai cái set con bò này em không có dám lên luôn á. Đưa chị set con bò đi. Set con bò này hiếm lắm luôn đó mọi người. Về con bò lúc nào cũng hết sạch. Khách hôm nay chán. Màu đang mặc của Hoa Thiệt. Màu đen á. Nè, set con bò về được ít lắm luôn á. Kem body, băng trâm là kem body em. 150 cộng với 200. Nè, trời ơi. Để em coi được mấy set đã mọi người. Chứ lên phùng phùng có hàng luôn á. Vừa chứ chị, Nhi Mít có đơn hàng nguy hiểm. Set nhập đi em sale có 139 thì là set này là hàng mắc nhất chưa giờ em bán á. Có nghĩa là hàng này là hàng xịt nhất xưa giờ trong các dập ly em bán á. Em bán mọi người 139, hôm qua là mọi người mua set đùi thôi đã là 135 rồi. Mà cái này là set dài luôn, hàng xịt hơn nữa. Mà có 139 thôi. Đây là màu xanh với màu vàng, màu đỏ. Với màu xanh đen với màu em mặc là màu đen. Màu em mặc là màu đen nha mọi người. Em còn có mấy bộ thôi. Ủa Mimi lấy cái gì á? Đầm xanh đúng không? Đầm xanh lúc nãy đúng không? Mà Mimi lấy đầm xanh 2 dây đúng không? Bộ đang mặc của Hồ Thảo. Cái bộ đang mặc hả? Ở dưới là màu xanh đen hả? Em đổ qua màu cho mấy chị coi nhá. Xét con bò đổi xíu đi, xét con bò ít lắm luôn. Xét con bò giờ không biết sao mà chia đây này. Có mấy xét à? Xét con bò ra hàng 300 mấy lận á. Đổi xíu đi mọi người. Đầm xanh này, xét vàng của Trần Thị Út. Mimi là cái đầm xanh nhá.
Đưa cái đó cho bé kia gói đi. Gói xong bỏ vào cho bé kia luôn. Phân hoa có chuyển khoản cho vợ 100.000 rồi đó vợ. Không được hóa đơn để chồng coi rồi. Chồng ấy đi. Chồng nhập đơn chứ chứ nói chỉ vào lấy được 3 giờ thôi. Còn không là phải chiều mai nó vô lấy được đó. Hôm mai nó còn. Này nè. Nhưng mà phân hoa còn rồi nhá. Anh không đi rồi. Rồi em hết. Em còn có mấy màu thôi mọi người. Hết rồi. Xem mọc có đơn chưa? Chị ơi xét mặc em có đơn chưa? Dập ly đầu ly Nguyễn. Xét mặc ly nhỏ hỏi chị không biết là để chị coi con ly có chưa. Có rồi á ly ơi. Ly nhỏ có rồi á bé. Lấy thêm màu đi em nói thật. Cái set này là em bán rẻ lắm á. Thì hôm nay Facebook nó có tương tác không em dám bán cho mọi người giá này á. Cho em một bộ vàng nữa nhé của Hồ Thảo. Thề luôn á. Chứ không có giá này đâu trời. Ủa ly nhỏ là này lấy màu đen rồi mà. Này em có lấy màu đen rồi mà. Em lấy thêm màu đỏ hả? À, em lấy thêm màu vàng hả? Đúng không? Vô thêm vàng cho ly này. Ok ly. Set này mọi người, nói chung là hàng như thế này thì mọi người mua hàng bên Dung là được kiểm tra hàng trên lúc nhận. Nên là không có sợ mà Dung lừa giả mạo hay là Dung có bán hàng tào lao cho mọi người đâu ha. Mọi người được kiểm tra hàng trước lúc nhận mà. Vàng của chị Thuần. Ly Nguyễn có. Ủa Ly Nguyễn là thêm vàng hả hay sao? Ly Nguyễn là thêm vàng hả? Là Ly Nguyễn chốt cái gì á? Này có đỏ rồi đó. Thêm vàng thì ghi thêm đi mọi người. Không là không biết là thêm hay là sao đâu. Thêm ghi em chữ thêm đi. Rồi comment giúp em là màu nhé. À, đẹp quá. Em mà mặc màu xanh với màu đỏ lên nữa là mọi người xỉu luôn á. Còn hai màu này còn được mấy cái à. Xanh đỏ với lại là đen. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Comment giúp em là màu số điện thoại và địa chỉ giùm em. Thêm vàng cho Ly Nguyễn. À set này mà ai lấy set về cầm set có 140.000 về là tiếc luôn đó mọi người. Tại hàng nó đẹp lắm. Nè thấy không? Xịn không? Rồi màu giúp em nha. Ai thêm ghi chữ thêm đi mọi người. Cái này là màu xanh. Màu xanh đẹp. Màu xanh với màu đỏ này. Màu này là màu xanh đen. Màu này là màu xanh đen. Và màu em mặc là màu vàng. Ai lấy thì ghi giùm em màu, số điện thoại và địa chỉ nhá. 139.000 thôi. Rẻ lắm luôn. Em lên set bọt sữa cho mấy chị. Nhưng mà set bọt sữa ai lấy á. Còn nha Ly Nguyễn ơi. Set bọt sữa ai lấy thì comment lẹ nha. Có mấy set đó nãy giờ em không dám lên luôn á. Nát còn có chai hai chai gì à. Cái màu này lên mặc cái màu này nè. Má ơi, cái màu sữa này nó đẹp. Đẹp mê hồn luôn. Đợi xíu đi mọi người. Cái xe màu sữa này để chốt lẹ nha. Sữa đẹp quá mấy chị ơi. Xét vàng của Hoài Thương Dương. Trời ơi xét màu sữa đẹp quá. Thiệt á. Nè. Xét màu sữa đẹp quá. Thì với bà cầm chắc cái cục này chắc phải cầm lên phải 3 kg á. Thiệt á. Trời ơi. Màu trắng. Cái này có đúng duy nhất 10 set. Không có set thứ 11 luôn. Cái này có màu đen 3 màu là mỗi màu được có 3 set thôi. Comment cho em là màu số điện thoại địa chỉ 135.000. Nhanh nhá, cái này có cực kỳ ít luôn. Cực ít luôn, nãy giờ khách năn nỉ mà em không lên luôn đó mọi người biết rồi đó. 135 chốt ở trên live giùm em nha. 135 giùm em này. Nó xỉn sò, nó xỉn luôn đó trời. Cái này nó đẹp quá. Xinh ha. Nó xuất sắc luôn đó mấy bà. Thiệt á, 3 màu xám đen với trắng khác mỗi màu quần thôi. Ơ à, lộn khác mỗi màu áo thôi. Xám đen với trắng 135.000. Cái này chốt lẻ cho mọi người.
cũng vô được hết, tại vì nó là set thể thao. Đen của Loan Hồng, đen của Băng Trâm, ba màu nhá, ba màu dùm em. Nói mặc là màu xám, Hoa Thiển là màu xám. A set này mặc đã lắm luôn đó mọi người. Cái áo này về phối riêng cũng đẹp, Nguyễn Ngân xám, xám đen với lại là trắng như mọi người. Áo là màu trắng này. Em thề với mọi người, cái này mà Facebook em có tương tác là cái này không bao giờ. Tầm 3 ngày em đưa của Băng Trâm cái set xám đó cho ấy dán vô luôn đi. Băng Trâm á, đi luôn cho bé đó đơn này luôn đi. Minh Nguyễn xám. Đen của chị Thúy Tâm. Các set này đẹp. Mọi người biết bọt sữa nha em rồi. Hàng chuẩn cho nên là khách về lúc nào cũng hỏi bọt sữa là mọi người biết rồi đó. Là khách Nhật rồi khách muốn mua thêm á. Đen của Nguyễn Thảo. Đen xám với trắng nha. Đưa đưa cái set màu đen cho Băng Trâm cho ấy dùng luôn đi. Ừ. Comment giúp em là màu nha mọi người nhá. Màu, số điện thoại và địa chỉ giùm em. Nó đẹp ghê luôn. Ba màu đen xám với trắng, ba màu. Quần nó không khác nha mọi người nha. Nó chỉ khác cái màu áo thôi. Ráng comment tương tác giùm em đi cả nhà. Hôm nay nó bị hạn chế mọi người thấy không? Tội nghiệp em không? Rồi comment giúp em là màu, số điện thoại và địa chỉ giùm em nha. Cái này là màu trắng này. Cái con gấu này nó làm màu đỏ hết, cho nên lên cái nền nào cái chữ của nó cũng rất là bự luôn. Rồi comment giúp em là màu, màu, số điện thoại và địa chỉ giùm em nha. Màu, số điện thoại và địa chỉ giùm em. Màu nào nữa ghi dùm em màu đỏ nha mọi người ơi. Quần con bò hôm qua như là không ai xả đúng không? Size L không em ơi, hồng hồng cũng có. Cái nào size S, size M hết á. Rồi comment giúp em là màu. Đó, hôm nay like chán ghê. Like còn có 70-80. Buồn quá mọi người ơi. 135.000, 135.000 dùm em nha mọi người. Ai lấy mẫu này nữa thì chốt dùm em nha. Nó xét con bò này mà còn bị rớt lại nữa. Nó không biết xét nào không rớt luôn đó mọi người. Có cái mẫu áo nào không? Đưa đưa mẫu áo nai cho chị xả áo nai. 135 ba màu. Cái set này là hot ơi là hot. Cái set đùi ngố em đã bán 135 rồi đó. Mà trong khi này là set dài luôn đó mấy chị. Set dài mà bán cho mấy bà 135 luôn ấy. Xỉu chưa? Em coi, muốn coi cái set mù đó em coi live trưa qua. Live trưa qua là có. Hàng live qua mẫu rồi chị không có cất trong kho thì không có lấy lại. Rồi ai lấy cái set em đang mặc nữa không? Hai bộ đen, hai bộ trắng. Nhìn đi. Không, hôm nay không có set ngố. Ý là nói set ngố là bán hết lâu rồi ý. Hiểu không? Bán lâu rồi. Rồi áo nai. Áo nai này chốt lẹ nha. Áo nai cổ vuông á. Cái áo này là em về hàng không biết bao nhiêu rồi đó. Áo nai giùm em. Nai đen. Nai trắng, cái này bán tương tác mọi người. Để mọi người 65.000 luôn. Chơi lớn luôn này. Cái này là ghi giùm em là màu vàng. Màu nu. Chốt từ hai cái nha. Một cái em không có nhận đơn nha mọi người. Áo nai cổ vuông á. Cái này là hàng xịt. Phải. Bạn dày ghê. Áo nai kèm màu giùm em. Má ơi cái áo này cổ vuông đẹp quá mọi người ơi. Áo nai cổ vuông không ôm á nha. Vải đã lắm. Má cầm vải lên là xỉu á. Màu màu vàng 65.000. Màu trắng. Cái này là màu đen với là màu nu. Đen trắng nu vàng. Áo nai cao cấp. Cái này đẹp quá mọi người ơi. Cái nai mà gì ta. Mà cái logo của nó màu hồng á mọi người. Như logo nào cũng màu hồng hết á. Áo nai cổ vuông á. Giờ không kiếm được ra cái quần lười mặc quá.
Ai lấy thì ghi dùm em nha. Áo kèm màu. Áo kèm màu dùm em. Trời, áo này mà ế hả? Nãy giờ không có lên một mẫu nào áo luôn ý. Nãy nào nãy giờ là không lên mẫu nào áo luôn đó mọi người. Nu trắng đen của Minh Minh. Áo này mà để 65.000 mà còn ế là xỉu quá. Một ngày không may mắn đối với em mà. Lên like đã bị chặn luôn rồi. Mi Phương không nghe máy, không bán. Mua hàng á, mấy chị đừng có quan niệm rằng là không không phải là ship tới không lấy là người ta cho vào sách bom hàng đâu. Mấy chị ở nhà mà đã gọi điện không được xả đơn, mấy chị là coi như là bom hàng rồi còn gì nữa đúng không? Chứ đừng hỏi là em bom lúc nào, sao em này kia, sao mai gọi em. Nói mấy câu đó nó dư thừa lắm nha. Mà nghe mà nhắc tên mình có vấn đề gì ở trên live là đi cọc đi. Muốn mua thì đi cọc, không mua thì ra luôn, chặn luôn Facebook em càng tốt. Em không muốn gặp lại với chị. Rồi comment giúp em nha, màu giúp em. Chưa bắt đầu á đã có lỗi rồi mà còn lên live cãi ngang. Sau này còn chửi, còn chửi người ta. Hiểu không mọi người? Chứ đừng nói là không nghe máy, em đâu có thấy ai gọi đâu. Em cũng không rảnh để ngồi bán hàng, mệt muốn chết đi được mà sau này không gọi cho mấy chị. Nhiều người nói chuyện đó họ mắc ghét lắm luôn, nó thiệt á. Bán hàng mệt lòi cái mạng họng ra luôn mà kêu là không ai gọi để chốt đơn. Mấy em thuê nhân viên để làm gì luôn. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Còn những người nào mà đã vô danh sách bom hàng này, vô danh sách nguy hiểm này, là mấy chị sẵn sàng chặt luôn Facebook em đi càng tốt. Nghe thấy em đọc tên trên like rồi chặn luôn càng tốt. Em đâu gặp muốn gặp lại với chị đâu, không lưu luyến luôn đấy. Set em mặc là 3 màu. Màu này là màu đen, nó khác của cái màu áo thôi, màu đen. Màu này là màu trắng. Và màu này là màu màu xám giùm em. Mày mua hàng mày không nghe máy người ta nói mày rồi còn bán hàng chảnh gì nữa. Nằm trong danh sách không nghe máy bom hàng, không nghe máy. Đây, chưa bom, chỉ là không nghe máy thôi. Mày biết tao bao nhiêu tuổi đâu mà nhỏ. Nói chung là em không bán, vậy thôi. Đã không nghe máy rồi lên like cứ ngồi chốt cố, chốt trương. Mày mà gặp vào những cái Facebook mà cái con điêu nó đào ở dòng họ mày lên á, chứ không phải là chuyện thường đâu. Người ta buôn bán, người ta mệt, người ta ngồi live stream cho mấy chị. Xong rồi mấy chị vô mấy chị chốt cho đã đời. Xong rồi tới khi gọi điện trước đơn mấy chị không nghe. Rồi còn lên đây kêu người ta chảnh, bán hàng chảnh. Sao nghĩ mình mua hàng chảnh đi trời. Cái xe này đang mặc là 60-65kg đều vừa nha. Xét đùi hôm bữa sao chị chưa nhận được em đơn lúc nào chị ơi. Đơn mọi người phải trừ hao cho em 3 đến 5 ngày nha, 5 đến 6 ngày đủ lại. Chứ đừng có vừa mới ship 2 ngày, 3 ngày sau mấy chị hỏi em liền là họ không ai mà ship nhanh được vậy đâu. Màu xám của Huỳnh Thùy. Gọi điện rồi, Minh Nguyễn còn đơn ở đây không em? Minh Nguyễn đứa nào đi hàng rồi hả? Minh Nguyễn. Điện thoại sụp nguồn. Có cái đơn hôm nay không? Nếu mà không còn đơn là đi rồi á. Đấy, khách quen là thường ví dụ mà không nghe máy thì em sẽ đi cho mấy chị á. Còn khách lạ thì buộc phải gọi được mới đi, còn không gọi được là không có dám đi đâu mọi người. Không gọi được đưa chị cái set loang đem. Set loang này sale luôn này. Chứ không gọi điện được em không dám. Đối với khách ví dụ như mà khách mới á là không gọi được là em không sẽ không bao giờ dám đi đơn. Còn mà khách cũ ví dụ mua 3-4 lần rồi không nghe máy mà đi đơn cho, tại vì nhiều khi mấy chị bận á. Còn khách mới là lần đầu tiên mua hàng đâu ai biết mấy chị như thế nào đâu mà dám đi đơn đúng không? Cả tuần rồi hả? Tí nữa em kiểm tra cho. Thank you.
À, set này đẹp quá. Ni Nguyễn lấy thêm 2 set bò sữa. Là bà kêu là bán hàng chảnh chứ không phải là cái giọng đâu chị. Ừ, bà nói em bán hàng chảnh nhá, tại vì bà đã có đơn hàng mua bên em rồi, bà không có nghe máy. Em mới nói là chị vô danh sách không nghe máy nguy hiểm rồi, nên là em không có bán. Cái vô bà tự ái lên bà chửi em vậy á, chứ em đâu có làm gì bà đâu. Nó có ăn hết dòng cuộn đủ ủng hộ gì nhà nó đâu mà nó vậy á chị. Mấy con đứng lồn mong manh nó hay vậy á, đụng tới nó là nó vậy á. Chứ không phải em là nói là cái đơn hàng của bà đã không nghe máy em không có bán nữa. Mà đã không nghe máy rồi vô chốt đơn như người ta chi vậy, là cứ lên trên live chốt đơn mà tới khi gọi điện không nghe máy đó, nó đứng lồn lên nó nói em vậy á. Má phải chửi cho tới trong phòng nó mới sợ. Chửi nó không sợ đâu, nó tưởng em hiền á. Rồi set này, cái này em có được cái mấy set về cho xỉ thôi mọi người ơi. Nên ai lấy thì chốt lẹ nha. 135.000 giảm cho mọi người á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đúng rồi, trên đời này không có cái gì tự nhiên hết đó chị. Thiệt á. Mọi người mà vào mua hàng văn minh nó chả bao giờ con điên con khùng nào đi chửi với chị đâu. Thiệt á. Đó là em nói thật luôn. Mọi người ví dụ như mà thấy vô Facebook em lần đầu tiên mà thấy em chửi là mọi người ừ chắc con này bán hàng điêu lắm này kia. Thực sự ra là người ta có vấn đề người ta mới chửi. Mà em nãy giờ em chưa chửi cái bà đó câu gì luôn á. Em mới nói là ủa chị có danh sách nguy hiểm á, mua hàng không nghe máy em không có bán. Rồi vô nó đứng lồn lên nó chửi em đó mấy chị thấy không. Cái này em đâu bị gì đâu. Em đâu khùng điên đâu. Khách là người mang tiền tới cho mình mà đi điên đi khùng đi chửi khách đúng không mọi người. Quay sang nó chửi em á chứ. Em đâu có chửi ai đâu. Set này là hàng chuẩn 100% của Lò Lem và Beauty Mini House luôn. Cái hàng này rất là xịt nha mọi người. Mọi người có thể để ý cái hàng xịt. Nó may như thế này này. Nó may cái áo là nó may một bên này thế này để nó nâng cái ngực của mọi người lên. Cái áo này mọi người đi mua không đã là tầm khoảng chừng 120 đổ lên á. Nếu mà áo hàng xịt nha mọi người nè. Cái loang này là mẫu loang hàng xịt nha, không phải loang hàng rẻ đâu. Mẫu này em bán cho mọi người có 135.000 thôi. Rẻ lắm luôn á. Thì đó là vậy mấy chị. Nó vô nó thấy em chửi đó. Mà vô em chưa chửi. Em chỉ nói là bom hạ không nghe máy thôi, em không có bán nữa. Cái xong nó rừng mở lên nó chửi em ấy chứ. Em chưa có chửi bà luôn á. Do bà nói em rồi em mới chửi chứ. Bà kêu em là bán hàng chảnh này đó đâu. Bán hàng thì nói chuyện chảnh. Bán hàng chảnh chứ. Bà nói có gì em quên mất tiêu rồi. Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Comment giúp em là màu xanh với lại màu hồng giùm em. Set này hôm bữa dành nhau quá trời luôn đó mọi người. Set này là hàng siêu xịn luôn. Cái áo không phải ngắn như thế này đâu. Tại em thích ôm lên ngắn như vậy á. Nè mọi người những cái áo này mọi người có thể mặc form đẹp lắm luôn á. Cái này mà mấy chị có cái áo jean ở nhà, áo khoác jean á, hoặc là cái áo dạng laptop mọi người khoác vô mặc rất là đẹp. Cái này là hàng chuẩn luôn giùm em nha. Không phải hàng rẻ đâu mọi người. Cái túi của nó rất là bự luôn. Cái túi quần của nó bự lắm. Sâu tiết ở xuống dưới quần lỏng ôm nha. Mẫu này mọi người chốt ở trên live chỉ có 135.000 thôi. Hàng đa số em bán với chị là hàng nhập. Nhưng mà giá của nó siêu rẻ từ 130-140 đổ lại. Chứ không có cao hơn. Mấy chị mua ở ngoài là mắc hơn. Tầm khoảng chừng 100.000 hoặc là hơn. Nói chung là tùy mỗi chỗ người ta bán. Tại vì giá nó nhiều lắm mọi người. Thôi tập trung đi mấy chị ơi. Đừng có bàn cái con điên con thần kinh đó nữa. Cho nó vô danh sách bom hàng lần sau nó khỏi sủa là được rồi. Cho nó lần sau nó khỏi comment em đợi đợi em xím cho lóc nó ra luôn. Lần sau nó khỏi vô Facebook em sủa nữa là được. Tính như em ngủ lắm, ai mà chọc điên em chửi tới ông nổi luôn á. Em bình thường em hiền lắm. Rồi comment giúp em màu nhá, xanh của chị Như Dương. Cái mẫu này, ủa chị Như Dương đã nhận được được đơn nào bên em chưa vậy? Đơn hôm qua chị gọi em á, hôm nay nó là giao chưa? Rồi comment giúp em là màu nhá. Trời ơi, set này lên mà bị ế. Hôm nay là ngày toàn ế những mẫu đẹp không luôn á ha.
những cái set này thề luôn đó, hôm bữa không có mà bán. Những cái set này là em về lại cho mọi người á, chứ không hôm bữa là hết hàng rồi đó. Nói điêu luôn, trong nhà không còn set nào luôn á. Hôm nay là một ngày ế ẩm. Ai lấy được cái giùm em kèm màu nhé. Hả? Ai? Xét hồng quần áo trắng 65 thì hồng hoa, hoa hồng. Có hai màu của tình yêu ơi, nó chỉ khác một cái màu áo thôi. Màu xanh với màu hồng. Áo là xét này em thề em bị hụt hẫng luôn mọi người. Hôm nay lên 3 mẫu. Một mẫu dập ly, một mẫu quần 7 màu. Với lại là cái mẫu này là những cái mẫu mà đã không còn hàng ở shop. Và cháy hàng hết sạch, lai nào cũng cháy hàng hết sạch mà đúng nhầm về hàng cái ngày mà tồi tệ nhất. Rồi comment giúp em. Đúng rồi, với lại cái bộ đồ của em đi luôn á. Rồi comment giúp em là màu kèm số điện thoại và địa chỉ nhá. Trời, ngày này ngày gì vậy trời. Bán hàng mà nó chán luôn á. Set xanh của Lung Linh. À, cái set này nó đẹp kinh khủng luôn đó mấy chị, thiệt á. Thề với bà, cái set này rất là đẹp luôn. Tất cả mọi người. Hồng của Suka. Cái này có 135 mà bé ơi, đẹp lắm. Thiệt luôn đó, em lên cho mọi người toàn là mẫu siêu phẩm của shop em không đó. Cái những cái mẫu này là đã bán hết sạch, sạch trình xanh hàng luôn. À, đẹp ơi là đẹp luôn. Vì hụt hẫng con chim. Rồi comment giúp em là màu nhá, màu loang, loang xanh với loang hồng. Loang xanh với loang hồng nha cả nhà. À, mẫu đẹp ghê. Hôm bữa nói điêu em mất lọc luôn, em để hai set hai màu mặc là cuối cùng phải nhường cho khách hết đó mọi người. Không có set nào để mặc luôn á. Thiệt á, danh dự luôn á. Mà nay về thì về lại thì khách thì lại đi đâu hết. Nãy giờ em like mọi người có mấy chục người coi luôn á. Mà em vẫn cố đứng like mọi người. Buồn. Quá buồn. Tối em nằm mơ là có thật rồi. Hai màu. Tối em nằm mơ em like từ 11 giờ tới 4 giờ chiều được 7 set. Lúc tối nằm mơ vậy á, giờ y chang luôn. Không, nhưng mà giờ được 200. Rồi comment giúp em nha. Mẫu này giùm em, màu xanh với màu hồng. Màu xanh màu hồng Nhi ơi, cho miếng nước đi Nhi ơi. 135.000 là mấy chị. Trời ơi, em nói thật, em phải ngồi này nỉ cái set này là giật á. Nè. Hàng đẹp ơi là đẹp luôn. Cái mẫu này nó đẹp là tại vì mọi người biết sao không? Cái form lên nó là xịn. Cái áo mà áo rẻ nó không bao giờ nó may cho mấy chị như thế này. Cái hàng rẻ nó không bao giờ nó may cái áo xiên vô như thế này. Để nó làm cái ngực cho mọi người. Cái form áo á, nó nhấn rất là đẹp luôn. Mấy chị cứ để ý đi, cái hàng và cái may áo nó form vô như thế này này, là những cái ngực mình nó gom vô đẹp lắm. Đẹp lắm luôn đó mọi người. Không có hở cái gì hết luôn á. Ái vì là loang hồng. Có 135.000 thôi. Rẻ, đẹp, chất lượng. Thiệt á. Em nhớ không nhầm là cái set này được về hàng có tay á là 155.000 á. Mà lâu rồi. Trước Tết rồi. Rồi comment giúp em nhá. Màu kèm theo số điện thoại và địa chỉ giùm em. Lâm Mỹ Nhàn có đơn hàng hoàn về này. Rồi comment giúp em là màu nha. Áo của Vương lúc này là có màu trắng, nu, đen, vàng. 4 màu của em. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Kèm màu giùm em. Màu số điện thoại địa chỉ giùm em nha mọi người. Hai xe này tức á mọi người. Tức á. Tức cái lồng ngực á. Hoa đó là hoa gì vậy ta? Mọi chị có một cái không? Của Lâm Mỹ Nhàn. Ok bé.
này cho em nha. Và em có set hồng á. Thảo Nguyễn cho em xin thêm cái địa chỉ đi chị. Thảo Nguyễn lên cho em địa chỉ. Đưa cho chị coi màu đi. À lên set đó bị rớt rồi chứ. Tao hụt hẫng luôn á. Tao hành mẫu hot không. Áo vàng của Lung Linh 65.000. Từ đưa cái màu này nổi nổi em. Đưa ra màu chìm gì. Đưa chị cái màu vàng đi. Huỳnh Thiền lên địa chỉ giùm em nha. Chốt hàng kèm theo số. Ủa chị không có ghim hả? Đây này chị không có ghim hả? Chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ đi. Ghim giùm chị đi em ơi. Đây này không có ghim luôn. Thảo Nguyễn với Huỳnh Thiền lên địa chỉ. Xanh với lại là hồng nha. Ai đây set em là mặt à, set này. Xanh với hồng set này có mấy set à? Thiệt luôn đó mọi người, set này mà có tương tác không bao giờ em giảm bán giá này luôn á. Thêm
đan Nguyễn, đỏ với vàng Nguyễn Chi, thêm trắng của Hạnh Hồ. Cái này là màu trắng này mấy chị. Má ơi, cái phong này, cái đai này, cái này là màu trắng. Cái này là màu hồng, màu đen. Má ơi, nó đẹp. Màu nu. Chốt hàng lấy số điện thoại địa chỉ. Cái này là màu màu đỏ và màu em mặc là màu vàng. Comment đúng giùm em nha mọi người ơi, đúng màu giùm em nha. Má đẹp quá. Má set này đẹp ghê mọi người. Ai thêm thì ghê thêm. Em nói lấy một set là hối hận luôn á. Không cần nói số ký đâu mọi người. Này bao nhiêu ký cũng vô được hết. Áo của nó là áo nhúng. Xinh quá. Em mặc cho mấy chị coi cái màu hồng nha. Màu hồng. Màu hồng này cưng lắm. Không có đổi em ơi. Comment cái gì chị bấm ra cái đó rồi đổi được hủy đơn đó nha. Không có đổi. Bèo vi là có màu gì đấy em ơi? Phiếu bèo vi đâu? Mua hàng không có đủ nha mọi người. Em bán giá tri ân cho mấy bà rồi đó. Vàng hồng đen rồi. Có đủ đó. Em đã bán giá tri ân là em không có đủ cái gì hết đó mọi người. Set này làm gì có giá 115.000. Đi đâu kiếm được giá này. Bán cho bà một cái giá thật mùa luôn đó. Màu số
với lại định chị còn mấy set đấy chị Ngân thôi chứ không. Rồi comment giúp em là màu nha, còn mấy set thôi mấy chị ơi. Màu số điện thoại về địa chỉ giùm em nha. Chị vô đi lấy màu là xỉu á. Về hàng này dành lại không có đâu mọi người. Rồi ai lấy nữa không, chốt màu giùm em nha. Em mặc cho mấy chị coi cái màu đen ha. Úi dồi ôi chết mẹ. Cho mấy chị coi cái màu đen hồng cho Ngọc Trâm. Cho mấy chị coi set đen này. Màu đen đẹp lắm. Màu đen là bà nào mà mập mập ú ú á, cái bà mặc nhìn nó người nó nhỏ con xíu luôn á. Em thay cái mẫu này ra chị in lên đây chị. Em thay mẫu người coi màu đen nha, qua mẫu nha mọi người. Qua mẫu xét siêu phẩm hôm nay là có tới 30 mấy người xét đẹp đấy. Em vào nói chuyện nhé.
có nhân viên á nhắn tin cho em rồi đó. Đơn em đi chơi chỉ đi thì dùm, đi dùm em. À, đi rồi á, đi rồi, đi rồi. Rồi ai lấy được đi dùm em nhá, hết rồi đó mọi người. Còn mấy set à? À, set này đẹp lắm luôn đó mọi người. Em lên cái mẫu này mà chắc mấy chị phải đợi được 3 tháng rồi á. Em không có về hàng này nha. Mà em bữa này không có hàng này mà về mọi người ơi. Nè. Má ơi đẹp quá thật người nha. Để lấy bộ nào mặc đẹp quá. Để dành bộ nào mặc. Trên kia đường em không á, cái này nó cùi nó đủ mắt. Cái set này có đúng một ri duy nhất. Cái này có đúng ri duy nhất. Cái này đẹp quá. Đúng không? Đó rồi.
Còn set nào không vậy? Hết rồi hả? Yếm màu của Nhật Hương. Cái này ai lấy trước lẹ nha, còn nó mấy set à? Hết rồi đó mọi người. Nó màu đẹp lắm luôn đó. Thiệt các mọi người. Mẫu đẹp, màu đẹp, form rất là chuẩn luôn. Đây nè, vô like mới em xả bom nha mọi người nha. Comment giúp em màu nha. Bộ đã mặc 60kg vừa chị. 60kg vừa. Ai cái set yếm này nó đẹp rụng rời luôn á. Nè cái bộ của Bùi Thị Hiếu là bộ chị đang mặc. Bùi Facebook Bùi Thị Hiếu là bùi gì đang mặc. Còn yếm là yếm cái này. Ủa hết yếm hồng hả? Ủa hồng làm gì có ta? Xét cổ yếm hồng không có. Này em đọc màu lộn hả? Màu xanh đen. Màu này là màu xanh. Màu vàng với này là màu đỏ. Yếm vàng của chị Chi Nguyễn. Hả? À. Rồi comment giúp em vậy mà cứ cãi ngang. Facebook em bữa nay nó bị vậy mọi người. Yếm vàng của chị Nhật Hương. Hết luôn hả? Rồi hết vàng luôn. Ai lấy thì ghi lẹ nhá. Còn màu đỏ, màu xanh với màu màu xanh đen thôi. Qua live mới đi mọi người. Qua live mới là sale bom nha. Qua live mới sale bom đi cả nhà ơi. Ai lấy thì ghi dùm em nha. Đó ơi, xong nay thời gian trôi nhanh trôi lâu chứ trời. Chỉ có 1:30 luôn á. Đứng muốn rủ chân rồi mới có 1:30 à. Móc lên lại giùm em đi. Qua live mới xả bom đi mọi người. Em ngồi em like đây. Đúa quá rồi. Ngồi like nhá. Vô lại mọi người ơi. Ok gọi thì nhận giùm chị đi. Chồng em hôm qua chồng em kêu á là coi khách quen đi, ai mà mua nhiều á thì phải cọp, chứ khách quen bom nhiều lắm mọi người, gần Tết toàn là khách quen bom, khách lại ít bom lắm. Nên là từ nay khách quen em sẽ chơi tới với khách quen luôn, chứ mọi người giỡn mặt quá, nhiều khách quen giỡn mặt lắm luôn, nó bom toàn đơn cả triệu mấy không à. Nên là chồng Dung kêu là đơn cứ miễn sao là khách đã mua hàng 1-2 lần vẫn trên 500 vẫn cọc bình thường. Ok Vi ơi, chị đi hàng cho Vi rồi. Rồi mọi người nhớ là ví dụ như mà khi mọi người cho số điện thoại trên live mọi người phải kiểm tra lại nhá. Chứ nhiều bạn cho sai số lắm luôn, nó hôm qua quá rồi hàng xả ra sai số luôn đó mọi người. Trần Mỹ Lệ đơn hàng 1 tuần rồi chưa? Họ tí nữa em sẽ đăng một cái tớt. Những cái ai mà có đơn hàng từ ngày đầu tháng tới giờ mà chưa nhận được đơn là comment lên để em giải quyết nha mọi người nha. Bây giờ đang like rồi không có giải quyết đơn hàng mọi người. Tí nữa em sẽ có đăng một cái tớt ra riêng nha. Rồi em sẽ ví dụ như mà ai mà ví dụ như mà đầu tháng tới giờ á mà chưa có nhận được đơn là sẽ comment lên đó và chúng sẽ giải quyết cho từng người một. Bây giờ đang like rồi chứ không có ấy được. Rồi chia sẻ nha. Mọi người ráng vào chia sẻ tương tác hộ em đi. Ai chia sẻ nhiều nhất tí nữa Dung sẽ tặng cho 2 cái túi này. Tặng 0 đồng luôn. Ví dụ như mà nãy ai có đơn cái túi 99.000 bán tri ân rồi thì em sẽ để 2 cái túi đó với giá là 0 đồng. Nhớ nha, em sẽ công bố vào cuối live nha mọi người nha. Em sẽ tặng 2 cái túi này, một bút Barry. Thôi 3 cái cho 3 người luôn đi, cho 3 màu này. Nó máu nè. Đó, bán tri ân 99.000 không lời rồi. Bây giờ chấp nhận.
cái túi ba màu nha. Của em lúc nãy có túi mà, chị đã bấm túi đầu tiên cho em rồi mà. Rồi, bây giờ mọi người vô, mọi người muốn chia sẻ thì mọi người chia sẻ bây giờ, còn không thì mọi người chia sẻ vừa like vừa chia sẻ cũng được. Cái đầm dung mặt, đợi dung xíu đi mọi người ơi, để dung 2 phút. Đầm em mặc cho em nhá, quần 99k. Cái đó rồi phải là tối like đi mọi người. Bây giờ hiện tại nhà em không có cái nào để mà dơ lên cho mọi người luôn á. Tối mọi người chốt số lượng ở trên like đi. Tại bây giờ em nói thẳng là em về quần đó là em không dám like cho mọi người trên like luôn á. Like trên like là chết luôn á mọi người, không đủ số lượng để trả. Về có 500 cái, em tưởng về được ngàn hai, cuối cùng về được có 500 à. Ai cũng tham cái hàng đó trả không bao giờ đủ hết á. Cái đầm em mặc là hàng chuẩn, hàng xịt luôn của bọn Lý Kim Ngân luôn. Đầm em đang mặc có màu giùm em nha mọi người ơi, có màu giùm em nha. Đây, cái này là màu đỏ, cái này là không giới hạn số ký giùm em nha, giới hạn số ký giùm em. Cái này em nói trước, hàng này là hàng chuẩn giùm em nha mọi người nha, hàng này là hàng chuẩn. Cho nên mấy chị nhớ giùm em là mua ở trên like, em không bán hàng chuẩn ở trên like. Giá bằng giá ở trên shop là cộng thêm 45.000, còn mà mấy chị mua ở trên like thì rẻ được 45.000. Tại vì em nói thật, mấy cái hàng này mà em bán ở shop em không, em bán like em không có lời bao nhiêu hết. Màu này là màu xanh min, nhìn cái hàng cho em này, phi size giùm em, hai ống tay là phòng to như thế này luôn. Ôi, nó đẹp mà có 150.000 thôi đó mấy chị, rẻ không. À, mua cái đầm này 150.000 không biết mua được cái gì luôn á. Thiệt có mọi người, nó xịn sò từ A tới Z luôn mà, có đúng à. Rồi, có ít vậy luôn hả? Em chưa đưa màu, chưa đưa màu cam cho chị kìa. Đâu ra? Thì bóc đi bà. Đỏ với đuôi chị quên trước đây nè. Có 150.000 thôi, duy nhất ở trên like nhá. Trời má, màu này đẹp xịn luôn đó trời. Em thật có đúng 1, 2, 3, có đúng 7 cái nữa là hết luôn rồi đó. Màu vàng, đọc màu nu lúc nào? Bà ghi là nhìn ra màu nu á. Cái này là màu vàng, màu cam sữa. Cái này là màu xanh củ vịt. Cái này là ghi là xanh nước biển. Xanh nước biển với lại là màu đỏ nhá. Cái đẹp quá mọi người ơi. Vàng cho phát chip. Em nói thật, cái đồng này mới chị... Rồi hết vàng luôn. Nó có mấy cái à. Em đâu có đài niệm với chị đâu. Nhiều ký cũng vô được hết á. À, bà Giang Mũi Linh nè, bà bom hàng của tôi về rồi, bà lên đây bà chốt chi nữa vậy. Xanh của việc của Phương Quyên. Nó không chửi đâu mấy chị ơi. Chửi là tới cái giờ chửi của em là em chửi hoài luôn á. Em không bán nó thôi. Vậy cho nó xong. Xanh, xanh nào vậy chị ơi? Chị Lam Phạm lấy xanh nào vậy? Cam sữa chị Lam Phạm này, lấy xanh nào vậy? Xanh có hai xanh nhá. Ok ok chị Lan Phạm lấy cam sữa thôi. Em hết vàng. Hết vàng, còn đúng một màu đỏ, một xanh min, một xanh củ vịt với một cam sữa đó là hết. Hết rồi đó, còn bốn màu hết màu mặc này nha. Đừng comment màu mặc nữa, hết sạch rồi. Nên em nói là hàng mắc á, không phải hàng rẻ đâu. Mà bán với bà có 150.000 đó, rẻ không? Các xanh củ vịt này. Ai lấy chốt giùm em nhá, kèm màu của em. Cái này là màu xanh củ vịt. Màu đẹp xỉu luôn á. Cái này có mũ màu một cái em không đi thay được đâu mọi người. Nhìn lên ướm lên giùm em đi nè. Trời ơi, form đầm thì mặc cho một cái thôi mấy bà, chứ mũ mặc cái, màu mặc cái, màu mặc đi thay chắc chết rồi trên like luôn đó. Thay làm nổi đâu, không ai làm được điều đó đâu mọi người. Hàng mà hàng số lượng em sẽ đi cho mọi người, chứ còn mà hàng lẻ lẻ có màu mọi người nhìn ướm đi. Quan trọng mới chỉ nhìn cái form thôi, còn cái màu thì mấy chị thích màu gì mọi người ấy đi. Chứ kêu là chị ơi đi thay này cho em coi đi, nó đâu khác gì đâu mọi người, nó khác cái gì luôn á. Chỉ còn là mình ướm lên người mình coi là nó màu như thế nào, nó hợp với người mình thôi. Hết vàng rồi đứng comment vàng, nó 6-7 người không có vàng đâu. Đó, này là màu xanh của vịt này, màu xanh của vịt đẹp ghê. Ai lấy chốt giùm em kèm màu nha. Vừa 70kg, 80kg vừa thoải mái luôn. Nó là dạng form baby doll mà mấy bà nhìn nè. Sao đụng như thế này nghĩ sao không vừa vậy? Trời bác đúng sẩn thiệt luôn á trời. Xanh minh của Nguyễn Linh. Thank you.
Xanh min của Minh Hoàng, Minh Hi Hoàng Trần. Rồi hết xanh min. Còn một xanh cổ vịt, một đỏ với ấy, còn xanh của vịt với đỏ với màu cam sữa nữa là hết. Hết rồi đó mọi người. Hết rồi. Còn đúng ba màu à. Ai lấy cho Thùng Dung nha. Hết rồi, trời má cái màu cam sữa. Rồi em uống lên người cái nào cũng thấy đẹp xỉu luôn đó mọi người. Mọi người thấy không? Nhìn em uống nè. Nhìn em uống thôi mọi người. Đẹp không? Á màu nào cũng đẹp hết đó mọi người. Á màu đỏ nữa nè. Màu đỏ đi đi chúc Tết cho người ta lì xì được nhiều. Màu đỏ đẹp ha. Ngân lên địa chỉ. Chốt hàng kèm theo số điện thoại địa chỉ với bà ơi. Body tôi hết rồi, body có mẫu đó thôi đó. Body có mẫu lên với bà là hết sạch rồi đó. Đưa lên chị cái đầm này đi. Body đầu lai còn một cái màu nu á. Body đầu lai 4G, 5G mà hết sạch rồi. 150. 150 cũ. Chia sẻ bài cho mọi người ơi. Thấy mọi người xìu chung cũng xìu theo chả cuốn tay luôn đó. Mọi người xì mà cũng muốn rủng nụ theo luôn. Like đầu thì nhìn thấy sung bao nhiêu, like sau nhìn thấy xìu bấy nhiêu. Chàng buồn quá hả chàng. Chàng ơi nè, lấy chị chia sẻ đi cho có động lực thay đồ mọi người ơi. Siêu phẩm giùm em á, tính ra toàn siêu phẩm luôn đó mấy chị, xinh quá. Màu đỏ, màu nu với màu đen, ba màu á. Tết này mặc toàn là đồ đẹp không luôn. Đây để cho chị cái màu xanh đi ha. Rồi cái này cho em kèm màu nhá, cái này có số lượng có ít lắm, 150.000 luôn. Hàng siêu cấp, hàng siêu siêu xịn nè. Nhìn cái ống tay này, ống tay nhìn cái ren này mấy chị. 150.000 cho em nu, nu đỏ với đen giùm em nha. Còn màu hồng đôi chị cái màu hồng đi. Trời ơi mấy cái đầm này đẹp rồi, xong móc lên trên đi cột hai cái đi cột đi trời. Màu đỏ với màu cam em còn đúng hai màu thôi, đỏ với cam, cái hồng của ai kìa. Còn đỏ với cam giùm em nha. Đỏ với cam nha mấy chị ơi. Chắc lên hàng xả thôi ha. Lên hàng xả đi mấy chị. Thấy mấy chị rụng nụ hết rồi. Em cũng hết lên nụ nổi luôn nè. Ai lấy cho thùm em nha. Kèm màu đỏ dương dương. Rồi hết. Còn một cái màu hồng cam sữa đó là hết luôn rồi đó. Có 10 cái mấy chị. Mà còn để rớt nữa. Rồi đầm che. Ôi dương dương là đốt chót đỏ nào. Đỏ nào vậy em ơi. Đỏ nào, đỏ nào, đỏ nào, đỏ nào, đỏ đang mặc hay là đỏ nào? Mấy bà ơi, đỏ nào mấy bà, hai đỏ lẫn. Nè, mẫu đầm kia cũng đỏ, mẫu đầm này cũng đỏ. Thì đỏ nào cũng 150 hết. Ghi là đầm dung mặc kèm màu. Đầm dung mặc kèm màu nhá. Chứ đỏ cái nào cũng đỏ 150 không à. Cái đó cũng nảy 150 rồi đúng không? 150 hết đó mấy chị. Mấy bà ơi, mẫu nào cũng 150 hết đó mấy bà. Lộn hết á, lộn hết á. Qua một cái mã nào cho dễ hiểu đi. Comment lẹ nè mấy chị ơi. Chị Dương Dương lấy đỏ nào vậy? Đỏ đang mặc của Dương Dương, đỏ mẫu trước á là của Mẫn Nhi. Mẫu dung mặc 150 luôn. Ai lấy màu dung mặc thì
mọi người ha. Sell bom đi ha. Phạm Thị Thanh Nga lên địa chỉ giùm em. Chắc em sell bom đi mọi người ha. Hàng mới còn nhiều quá mà không lên được cái view này đâu. Có 130 người lên quá. 130 thường là em đi ngủ rồi đó mọi người. Đỏ hết luôn rồi, đỏ rồng cũng lại hết rồi. Rồi ai lấy cho em nha, ai lấy màu vô mặt chia sẻ đi dung lên bom này, rơ cái bao tải bom này đem môi ao, đúng vậy. Hốt cái kia qua bên kia. Mọi chỗ khác. Thuận đưa cục bom lại đây. Để dọn mấy cái này đi. Có rồi nha Mỹ Nhi ơi. Rồi xe bom đi mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng luôn về hàng mới rồi đó. Hết rồi đó. Mai mốt không có hàng mới nữa. Mai mốt là em live đúng 2 tuần nữa là em off rồi đó mọi người. Bữa nay ngày mùng 3 đúng không? 2 tuần nữa là 14 ngày, 14 cộng với 3. Hôm nay 3 ngày nữa là ngày 17, 18 nó đã không nhận cốt tình nữa rồi. Nên em chỉ live đúng mọi người đúng 2 tuần nữa là xong. Tạm biệt mọi người luôn. Là qua năm gặp lại nha mọi người nhé. Em nghỉ Tết tới ngày mùng 10 hoặc là 15 qua rằm đó mọi người ơi. Thường là em ra em mở khai trương cái xong rồi là em về thôi đó mọi người. Nên là ráng cho em chứ ngày mùng 10 chứ phải là ngày đi làm của nhân viên đâu. Ngày qua ngày rằm thường ngày tầm khoảng chừng 22, 23 thì em mới bắt đầu đi làm. Chứ ngày mùng 10 em ra chỉ có mở cửa khai trương thôi, lấy cái ngày khai trương cho nó đẹp thôi đó mọi người. Chứ ngày mọi người biết là ví dụ như mà mấy chị cũng thừa biết là ngày mà tháng Tết á là thường người ta kêu là tháng 1, tháng giêng với tháng 2 là tháng ăn chơi. Nên không ai làm hết đó mọi người. Em cũng làm chứ, em cũng chơi chứ mọi người thấy không? Cái chị sách chứ mọi người. Cái bài chứ. Chứ tháng 1, tháng 2 người ta quan điểm là tháng ăn chơi mà, chứ đâu phải tháng làm đâu. Nên em cũng không có like. Mấy năm trước em cũng vậy, tháng 1, tháng 2 em đâu có live stream đâu. Với lại xưởng người ta cũng không ra mẫu. Công nhân nó chưa nó đi làm, với lại mẫu nó chưa cập nhật mọi người. Đầm đang mang là 150 á mọi người. Mọi người ráng chia sẻ tương tác cho em nha. Nên là em sẽ sell hàng bom cho mọi người. Nó sao bom nó cũng mấy to dưới trời. Cho nên chị này. Ai? Trâm Bò em thử lấy cái số điện thoại gọi điện sao không có nhận hàng vậy. Má mình toàn khen thương khách luôn á. Khách âm binh không mà. Nè khách cũ rồi mấy chị. Thấy không? Không ai vô mua luôn á chị, đúng rồi. Tháng 1, tháng 2 là tháng ăn chơi. Em lấy cái tên thôi chứ làm đây có số phải 411. À, cục. Đây, mấy chị, khách quen nè. Em sẽ trình khách quen ở trên live luôn. Nè, khách quen. Chưa bao giờ em dung bom những cục to như thế này. Đây là khách quen không á? Khách quen không đó mấy chị? Móc dung chị đi Thuận ơi. Đầm dung đang mặc của Phạm, chị Nga này, Phạm Thanh Nga. Đầm nu của Hoài Ngọc. Xem áo khoác đi em sell hàng đợi chiếu nha chị Trương ơi. Đợi em yêu một chút xíu nha chị Trương nè. 900 nè, hàng cục nhỏ thế này mà toàn hàng mắc không mấy chị. Chị Thanh Nga có rồi. Đó. Cho là cục bự cho bá không nè. Chị Nga có rồi đừng comment nữa. Chuyển khoản liền đem nó thì cứ chuyển khoản liền đi. Chuyển khoản liền là chị sẽ để liền. Chuyển khoản liền là sẽ để liền. Đừng có nói là chốt cho em đi để em chuyển khoản không. Cứ chuyển khoản nào mà tiền nằm trong tài khoản là có hàng. Cỡ nào cũng có cho em luôn. Người ta cứ đồng tiền trước là đồng tiền khô đi mấy chị. Cứ tiền nhận tiền là muốn làm gì thì làm. Em kiếm tiền mà. Em kiếm tiền hết đó mấy chị ơi. Ai cũng kiếm tiền hết đó mọi người. Rồi má. Số tài khoản của mình này 888833. Trời ơi, túi sách. Má ơi, chơi một phát 3-4 cái. Bà mẹ ơi. Nè, giành giật trên like chốt. Xong rồi bom. Đầm đang mặc của chị Bích Phượng. Đầm dung mặc còn không, đứng lên chị xem. Dung còn một cái màu đỏ, màu núi, màu đen. Còn một cái đỏ dung mặc duy nhất, màu nu với màu đen nhá, là hết rồi đó mọi người. Nhỏ
nhỏ nhạc một xuống nóc ao ơi. Rồi em còn 3 màu, ai lấy cho em hết rồi đó. Ai lấy thì chốt mọi người. Kèm màu hộ em. Ai lấy áo đầm dung mặc thì ghi nha. Em còn đúng một cái màu đỏ duy nhất. Rồi túi này em sale Phong Long mới chỉ 99.000. À túi Tết không có mà bán. Thì có mọi người túi sách này là em thanh lý lại mà bom em một mớ như thế này đó. Thì có việc mua quật thì thôi luôn đó mọi người. Túi dùm em 99.000, cái này chỉ chốt cho khách quen thôi nha. Túi màu nu 99.000, màu xanh 99.000, 150.000 một cái đầm em đang mặc. Rồi cái này là màu xanh. Màu xanh cho chị miếng nước đi. Rồi em xịt mọi người. Rồi cái này là màu màu nu, nó có hai loại, đợi xíu cho mấy chị. Túi 99.000 kèm màu giùm em, có hai cái thôi, cái kia để lại xài. Ai lấy túi nào thì comment nha, túi nu của Hoàng My 99.000. Ê tính ra con này toàn chốt được túi luôn á. Chốt đầm mặc màu đỏ của chị Thu Nguyễn. Xanh của Thảo Nhi. Hết đầm mặc màu đỏ nha. Rồi em còn cái túi này, một cái màu nâu với một cái màu hai cái màu nâu luôn giờ sao ta? Nâu mã 1 với nâu mã 2 giùm em nha, 99.000 luôn. Cái này cho khách quen thôi mấy chị. Cái đúng bom em ở nhà bom nữa là tới cái gì với em luôn á. Cái này ghi cho em là mã 2. Cái này là mã 1, 99.000. Cái này là hôm bữa dành nhau dữ lắm luôn á, thiệt. Cái túi chết khơi này hôm bữa dành nhau dữ lắm luôn á. Giờ đi bom hàng nè, hàng siêu xịn luôn. À bán ra túi gọi 100.000 thôi đó. Rồi cái này là mã 1, cái này là mã 2 dùm em. Mã 1 với mã 2 dùm em nha mọi người nhé. Mã 1 với mã 2 chốt dùm em là túi thì bom về á, xả Phong Long như mấy chị á. Máy âm không nè, tắm trắng đó. Tao trù cho cái con này cả đời đen thui như Mỹ Đen luôn. Bom tắm trắng của tao kéo ra rồi. Má em thề luôn đó mọi người, em sẽ trù cho đen cả đời luôn. Túi mã 1 là cái nào? Đây cái em cầm á, mã 2 của Tony Thảo, mã 1 cho Thảo Vân. Mã 1 là đưa cho Hằng cầm cái ấy đi. Em thề cho cái con này nó đen cả đời, không ngóc đầu lên trắng được, y chang như thằng Mỹ Đen luôn á. Em trù cho thiệt các mọi người, tức ơi là tức luôn. Tắm trắng mình không có tri ân cho khách. Bao nhiêu người dành tắm trắng chị ơi. Ráng lúc nào về tắm trắng mà em hết sạch hàng rồi đó. Mà đi thiệt cái con nào mà bom tắm trắng với kem mà tôi trù cho cả đời không bao giờ trắng nổi luôn. Cho dù tắm với vôi cũng không trắng được luôn. Tức lắm á. Quỷ ghê. Tôi trù cho như Mỹ Đen luôn. Dần ạ. Wow á mọi người. Wow á. Trời ơi em nói thật, em bây giờ em quý tắm trắng còn hơn cả tiền đó mọi người. Xỉ bây giờ cứ ào ạt người 200, người 300, không có nhận xỉ Tết nữa là mọi người biết rồi đó. Trời ơi là trời, trù cho như Mỹ Đen luôn. Còn một bịch nào riêng ngoài chị hướng dẫn cho khách em ơi, còn một bịch nào ngoài không? Rồi mấy xỉ, comment đi. Comment đi tôi cho mấy bà nè. Hôm qua có mấy cái con nào không nghe máy, con nào chốt combo 2 set vừa vút đây nè. Sáng vừa mới xả một cái con combo 2 set liền luôn. Thiệt á, mấy cái con bom tắm trắng là cả đời không bao giờ mà trắng nổi, đen như Mỹ Đen luôn, đen như cái chỗ ấy luôn. Cái này á là mấy chị hướng dẫn sử dụng ở đây là có đầy đủ, đầy hết luôn. Và cái tắm trắng này thần thánh như thế nào thì mọi người cứ hỏi khách đi, mọi người đừng có hỏi Dung nữa. Bây giờ là khách BR còn hơn Dung nữa, em nói thật luôn á. Khách BR còn hơn Dung nữa, chứ đừng có nói là Dung BR, không cần Dung nói đó mọi người. Không cần Dung nói, chỉ cần nghe khách nói thôi ha. 169.000 ba bịch. Em Dung bán giá niêm yết 3 năm nay là giá 150.000 một bịch. Rồi, ok, chốt cho 5-6 người thôi mấy chị. Con nào mà bom tắm trắng rồi, nó đen y chang Mỹ Đen luôn. Bùi Cẩm Tiên tắm trắng, Angenji tắm trắng. Gửi cho chị Ngọc một set, ok chị. Ca Thúy Anh một set tắm trắng. Nó phê lắm, chứ em không nói được câu gì, nó phê lắm mà nó trắng lắm luôn. Còn trắng như thế nào thì về tắm một tiếng sau sẽ biết liền luôn. A Ngọc một set tắm trắng, phê dã man đó, chị Thúy Kiều xài rồi đó. Trinh Vũ một set tắm
tắm trắng đỉnh của đỉnh. Nghe khách đi mọi người ơi, đừng có nghe em không có làm gì để mọi người nghe hết, nó cứ nghe khách đi. Khách đã xài và tận hưởng rồi, mọi người cứ nghe khách đi. Mini Hoàng Trần, cái này em mà từ mày cứ sớm lên để tới khi không có hàng đi nha. Vừa tắm xong luôn rồi, tắm trắng là bán 169.000 không tặng mấy chị ơi, 169.000 lấy thì ok, chị Minh Nhi Hoàng Trần lấy thì ok nha. Trời ơi, bây giờ em bán cho mấy chị là bán tặng chứ đâu phải bán lời đâu, đâu ra tính ra tắm trắng không nghề nano mới mà đâu ra mấy chị tính ra 169.000 một bịch, à hai bịch, ba bịch, 169.000 đâu ra ba bịch đúng không? Minh Nhi Hoàng Trần sẽ phiếu ra đi, lúc nào comment một set tắm trắng 169 thì Dung chị Dung để. Tại cái này Dung bán 169.000 Dung không có lời, đúng là lấy công làm lời luôn đó mọi người. Nhạc. Ok Cao Thúy Hành có rồi. Hiến Ngọc lên địa chỉ. Rồi cái này cho em nha. Có áo khoác nè, áo khoác vừa có con đang bom đang khui nè. Cái này là màn hình hơi tối á Dung. Em vào coi có like có tối không em. Cái này là nước khoai dâm 212. Nghe cái tên là biết nước khoai gì rồi. Đây dùm em nha mọi người ơi. Nước khoai 212 sale 119.000, sale lỗ luôn trong bom này, 119.000 có chai à. Này trong bom á mấy chị, gom được cái gì thì gom đi chứ em cũng chả biết nữa trong bom nó có những cái gì này. Với một chai Blue Nam. Cái này là Blue Nam dùm em nha mọi người nhá, Blue Nam. Cái chai Blue Nam á, ai lấy cho em, màn hình hơi tối làm gì tối mấy chị, em thấy ở đâu cũng sáng mà. Có tối không? Sáng mà mấy bà ơi, sáng hay là tối vậy? Đâu rồi chàng, không ai trả lời chàng. Sao khách kêu là tối nè. Mấy bà nhiều khi mấy bà không bật cái màn hình của bà, mấy bà lên mấy bà kêu mình tối cũng nên á. Không có đâu chị, còn thần thánh qua lâu hết lâu rồi. Chỉ có một màu đen là tối dung lai cho thôi. Rồi ok, ai lấy nước hoa cho em cái này chai blue. Còn chai kia là chai gì ta? Là chai 212. Ai lấy cho thùm em, nước khoai giờ không còn đâu mấy chị, khui bom ra thôi mấy bà ơi. Bạch Diệu Đức, con của Bạch Thảo Lô. Xét gấm đi chùa này, nó mua xét gấm đi chùa, nó đi chùa mà nó đi bom hàng người ta này mấy chị. Sao mấy cái con mà nó hay đi chùa thì chùa nào mà trứng cho nó? Thiệt các mọi người, chùa nào mà trứng cho cái con bom hàng xét chùa này của em, chùa nào trứng hết đó mọi người. Thiệt. Nè, ai ơi combo nè, úi giời, cho em một combo nhé. Tao trù cho mấy cái con bom hàng là chưa bao giờ mà nó ngóc đầu lên nữa, đen như là cái chỗ mà chỗ ấy luôn. Không bao giờ mà đen sáng như vậy luôn. Nữ em ơi, 22 đen với nữ. Má đi chùa mà thiệt á. Chắc cái này bên Phật chắc luôn. Đi chùa mà cuối cùng bom đồ chùa thì không biết ai chứng cho luôn á. Thiệt á mọi người. Nè, bộ Lam đi chùa nè. Thôi em để bộ này em mặc tết, em đi chùa. Em bên Phật. Nước khoa blue là 129. À 119 hết đồng giá luôn đi. Chai 212 119 luôn ha. Blue là của nam, còn 212 là của nữ. Rồi xàm có rồi like nè mấy chị. Ai lấy cái này không lấy em để đi chùa mặc sale 99.000. Nè mọi người, những cái quần là mọi người biết form hàng xịn rồi, không cần nói ha. Trong bom là để cho mấy chị có 99.000 cái set đi chùa này. Like vui tính quá, chưa đạt được gì mà ngồi cười thiệt á chứ. Quại ghê luôn đó trời. Bom tắm trắng rồi bom đồ đi chùa, toàn thứ dữ không mà. Set gấm của Huỳnh Mon. Ê đơ cục sạc, hết pin sạch hai cái này nè. Xét đi chùa bao nhiêu ký cũng vô hết mà em hết rồi. Làm đang mặc em còn đỏ đang mặc không? Hết rồi đúng không? Em còn đen với nu thôi mấy chị. Đầm đang mặc em còn mũi đen với nu thôi. Đợi Dung xíu đi mọi người, cho Dung 2 phút bình tĩnh đi mọi người ơi. Blue Nam của Dương. Hết rồi mấy chị. Cái đầm em mặc còn mũi một đen với một nu thôi. Ai lấy chốt thùm em, còn đen với nu thôi nè. Đầm em mặc còn đúng mũi này, một đen với nu thôi. Ai lấy thì chốt thùm em nhá. Đầm em mặc hết rồi.
em mặc bộ đồ ngủ đi like cho mấy chị đi. Rồi em xíu em mặc bộ ngủ đó để em thay cho mọi người, em ngồi cái quần cho nó like hàng bom cho nó phê coi chửi cho nó sướng thôi. Em sẽ thay một bộ đồ ngủ rồi em sẽ đi like cho mọi người tóc váy luôn. Em sợ like xong em tóc váy quá. Em hiền lắm, em đã hứa với chị năm mới em không chửi mà em phải chửi thôi mọi người ơi. Không thể nào chửi. À, đầm chị mặc là tầm khoảng chừng 55kg lại mang vừa mà nhưng còn đúng màu đen với màu nu thôi. Rồi áo này cho em. Áo này là áo búp bê rì hằng mắc đó mọi người. Xem mọi người 80. Áo 80. Đúng rồi, ủ này là ủ trái dâu Mỹ. Còn lúc này là trái cà rốt. Cái này là dâu Mỹ mấy chị. Ai muốn đi Mỹ thì mấy chị mặc dâu này. Từ từ nha. Cái này là dâu Mỹ đó mọi người. Đồ ngủ lúc nãy khác lúc nãy chứ. Cái này mắc hơn lúc nãy. Cái này là 150. Còn lúc nãy là 140. Rồi áo 80 cho em. Áo 80 dùm em, áo búp bê rìu Trần Thư. Chốt hàng nhớ kèm thêm một sản phẩm nha mọi người. Mấy cái hàng xả này, một sản phẩm chứ không có đi hàng được đâu. Rồi đầm body sale 79.000. Cái này là body len cho em nha mọi người nhá. Hồng ruốc này. Body len. Body len 79.000 body len. Bộ đỏ dung mặc của Thu Nguyễn. Bộ đỏ này là 150 còn có 4 năm bộ à. Cái này là hàng tinh trung tính đưa ra sale á. Có 4 năm bộ mọi người ơi. Cái này là hàng shop nha, hàng Dung chưa bao giờ bán like hết á. Này lấy màu xuống đôi màu dùm chị đi ha. Hàng đầm 79 của chị Trâm Thùy. Cái set Dung mặc có mấy set thôi mấy chị ơi. Nè, cái màu này là màu cam. Còn một set màu đỏ duy nhất Dung mặc. Còn một set màu cam duy nhất. Rồi cái này là màu môn. Bộ đỏ dung mặc của Linh Linh rồi hết bộ đỏ dung mặc. Còn hả? Này có người lấy được mà. Rồi cái này ghi cho em là bộ màu môn. Nói đẹp quá mà được có mấy bộ à. Màu hồng. Màu hồng. Vải đủ cái hàng cao cấp chị ơi. Cái này dâu Mỹ hàng mắc nha. Dâu Mỹ hàng mắc. Anh nhìn đi, xét đẹp quá. Vải khác cái vải lúc nãy luôn á. Đã hoàn toàn luôn. Á hồi cái set đẹp quá, màu xanh của vịt đó, có 4 bộ thôi. Set cam của Thùy Linh. Ai comment nhanh thì có nha, hết bỏ đỏ tôi mặc rồi, hết rồi hết rồi. Comment qua bộ khác đi, không hết luôn nè. Trần Hà màu cam. Rồi hết cam, không comment lẻ không có đâu mấy chị ơi, đồ ngủ hiếm lắm. Hồng của Hoàng Yến. 150, hơn cái kia 10.000 thôi à. Em còn một hồng, một môn với một xanh của vịt nữa là hết. Xanh của vịt cho Trâm Thùy đi cọc luôn 5 sản phẩm rồi. Á à, đẹp ha, nhìn cái set là xỉu luôn á. Em còn một xanh của vịt, một hồng với một môn. Môn của Thái Tú Linh. Xanh của vịt của Võ Kim Ngân. Hồng của Út Phương. Hết hồng luôn, còn một xanh của vịt cuối cùng. Hết luôn. Hết rồi, còn một xanh củ vịt. Ai lấy xanh củ vịt thì comment là xanh củ vịt nhá. Hết rồi mấy bà ơi. Hết môn luôn. Còn một xanh củ vịt. Ai lấy xanh củ vịt thì chốt hùm em nhá. Comment cho em xanh củ vịt của Lâm Chi. Hết. Rồi, hết rồi mấy chị. Phải lâu lâu nó mới có một cái mấy bà ơi. Trời ơi mấy chị này.
nè, nhìn cái mặt nó mới chị biết rồi nè. Hàng mà có size là mấy bà biết cỡ nào rồi đó nè. Nhưng mà nó sale có mỗi size L thôi. Đây là Dung để mấy chị giá 95.000 luôn, có 2-3 cái à. Này để em để một cái mà có 4 cái thôi mà em để mấy chị 3 cái thôi nha. Tại vì em nói trước cái áo này nó xịn lắm, nó không phải như hàng thường đâu mọi người. Nó xịn ghê luôn á. Ai chứ phải đã ghê á. Vải đã lắm luôn đó mọi người, có 95.000 nè. Ai đây cho em bổ Dung mặc hết rồi, đừng comment nữa. Bổ Dung mặc hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ai lấy áo thì comment là áo nha. Áo. Đổi địa chỉ lúc nào nhân viên gọi thì em hãy đổi em ơi. Đổi trên like không ai đổi được đâu. Máy giờ nó không có tự lưu đổi địa chỉ rồi. Nên là thông cảm cho em, lúc nào nhân viên đó mấy chị mà gọi áo nó màu kem á, ai lấy áo kem thì ghi cho em là áo kem. Hoặc là áo 95.000, tại có mấy cái không để cái mặt nữa. Áo của Võ Kim Ngân, cái đó màu kem với chị, không phải màu trắng đâu. Chị xinh chưa nè. Hát đồ hôm nay toàn đồ xinh vậy đó. Áo, ai lấy áo thì comment là áo 95. Em mặc cho mấy chị cái siêu quá. Cái này đầm. Hát xinh quá mọi người ơi. Hát xinh quá. Áo 95 của Nghi An, comment là áo 95 hoặc là áo kem nha mọi người nha. Trần Thu Thủy hết xanh rồi, hết xanh
có mấy cái mấy chị à? Quá. Còn hồng, cam, đỏ với đen. Ba màu. Hồng, cam, đỏ, đen mảng bị gì hả? Hèn gì em không thấy ai coi luôn mọi người. Thiệt á. Không thấy một ai coi luôn. Không phải là thấy người coi đâu mọi người ơi, không thấy một ai coi. Vậy mới buồn chứ. À Puma. Puma này ai lấy chốt lẻ nha, có 4-5 cái à. Hết áo xanh rồi. Còn màu cam. Còn màu cam, màu hồng với màu màu đen thôi chị. Hết màu xanh này. Áo Puma ai lấy chốt lẻ nha, 85.000 hết đó. Có mấy cái à. Này, có mấy cái đây thôi nha. Đen, đỏ với trắng. Ai lấy chốt lẻ em? 7 cái. Đen, đỏ với trắng ghi cho em là chữ Puma nha mọi người nhá. Puma, không mà lộn với cái kia. Puma này là hàng, cái này là dạng dạng dạ quang đó mọi người. Form ôm. Bao nhiêu ký cũng vô hết. Ba màu chuẩn chủ đạo của Tết luôn. 85.000. 85.000 cho em màu đỏ, màu trắng với màu đen. Là đầm hay gì vậy hả? Biết nữa em ơi. Cam của Mai Mai, đầm á. Hai trắng bu ma của Bảo Châu. Trắng bột rưỡi Tân Phát. Rồi còn một đỏ một đen. Có mấy cái mấy chị ơi, ai chốt trước thì có thôi nha. Đỏ với đen. Còn đỏ với đen thôi, hết rồi hết rồi. Em nói là mấy chị thích là comment lẹ đi. Áo dung mặc còn. Đen của Bỏ Kim Ngân. Còn ba đen với ba đỏ nữa là hết. Hết trắng rồi mấy chị. Còn đen với đỏ à. Màu đen với màu đỏ thôi. Này hàng sale có mấy cái mấy chị. Đâu phải hàng mới đâu mà số lượng. Còn đen với đỏ. Ai lấy đen với đỏ thì chốt giùm em là comment đen với đỏ nha. Đen với đỏ. Đen với đỏ. Em đưa mấy cái mẫu này lên cho chị đi. Đó, mấy cái mẫu ở dưới này. Còn đen với đỏ thôi, comment lại giùm em. Đỏ đen còn tìm nơi bình yên. À, chị đã đặt thêm một tìm nơi bình yên là đừng có gieo bão tố qua em nha chị ơi. Mấy chị biết không, vừa có khách kia đặt tên Facebook là gì không? Mãi mãi xa cách, xa luôn, đi luôn. Đi xa luôn đó mọi người. Không thấy mặt đâu luôn á. Ừ, cô bé hay cười nữa rồi. Người ta cười mà em khóc không á. Cười trong bóng hàng luôn. Trời ơi, có những nick trên Facebook mà em không tưởng tượng được luôn đó mọi người. Nghệ thuật sống. À, toàn mấy cái tên. Trời má, cái này xinh quá nè. Trời ơi, này siêu phẩm. Nhá.
Áo này có nhiều màu lắm mọi người, nó đẹp quá. Phong độ giống quần nha mọi người nha. Nè, nó là dạng như cái đầm ai một cái bét nữa, trời ơi. Áo này mà không lấy là không biết áo nào để mà gọi là diện áo kiểu mùa Tết luôn mấy bà. Nó sao đẹp với người ta. Cất đi không. Rồi màu cho em, màu em là màu nu, 125.000 hàng chuẩn cao cấp cho em. Màu nu, màu đen. Má hàng này mà không xỉn nữa là không lấy tiền mấy bà luôn á. Má ơi, màu xám ghi này. Màu hồng. Màu hồng. Nó đẹp dữ người ta. Trời ơi, nó xinh. Rồi cái này là màu vàng cho em, 125.000, em nói thật đáng giá đồng tiền lắm luôn á. Nó rất là nặng luôn mọi người. Nặng lắm luôn á. Nè, mọi người nhìn cái ống tay này, xinh không? Ống tay siêu đẹp, ở đây có cái gài nhá. Màu em mặc là màu nu, 125.000, màu vàng. Nó rẻ như cho luôn á. Nu hồng vàng của chị Quyên. Em mày đưa cho tao màu nu của Nguyễn Tấn Phát. Nu của Linh Linh. Rồi hết nu, còn đúng 4 màu trên tay. Nu hồng vàng nó hết hả? Rồi còn 2 màu luôn, hết sạch. Đó, có mấy cái à? Em đi mặc mới chỉ có cái form thôi chứ nó được mấy cái à. Hết nu rồi. Còn màu đen với màu xám ghi thôi là hết sạch. Nó màu đen thì khỏi phải bàn nữa đi mấy chị. Màu xám ghi này, màu đen bao sang luôn. Rồi cái này mà ai mà có cái bét ở nhà mặc màu đen vô cho cái bét nữa. Em nói thật đó mấy chị, đi cái bốt nhẹ nhẹ nữa là thiệt á, nó sang chết luôn á. Em hết rồi, em còn mỗi đen với một xám ghi duy nhất nữa là hết luôn. Chúng ta 1m6. Cái màu đen này mà ai có cái bét mà hay mặc đồ mấy chị, vô cho Dung cái bét nữa. Thật đó, màu đen là vô cái bét là sang nhất luôn. Không sang không lấy tiền mấy bà cái áo này luôn á. Cái màu đen nó đẹp. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Trần Phúc lên địa chỉ cho Dung nha. Em hết nu, đừng comment nu nữa. Còn mũi đen thôi mấy bà thím ơi. Còn mũi đen à, mấy bà đổi cho Dung cái màu đi. Màu nào chả đẹp. Chàng ơi, đưa đưa chị cái quần đi, còn mấy cái quần lên đi. Ai lấy chốt giùm em nha. Còn có bên kia gì đi. Đúng rồi, nay toàn đồ đẹp. Không biết là màu đó là màu nào vậy. Áo đen của Trần Phúc. Rồi còn có đen với xám nữa hết. Mà bên phải này không? Phải. Rồi quần này có mấy cái à? Ai lấy thì chốt nha. Quần giùm em SML 179.000. Ê, được có 6 cái vậy luôn hả? Có 7 cái vậy luôn hả trời? Nè, có đúng mẫu 2 cái 2S, 2M và 2L thôi đó mấy chị. Làm gì thì làm nha. Em không nói nhiều với quần đâu mọi người ơi. Không, Bùi Tiểu Thư like trước còn màu nào không? Bùi Tiểu Thư like trước còn đúng một màu hồng ruốc hay sao em ơi? Rồi mẫu này cho em S, M với L cho em. Cái này hàng mắc ơi là mắc luôn á. Mà bán với chị 179.000. Có đúng 2S, 2M với 2L thôi. Cái này em không có này nỉ. Tại vì trong nhà em đã hết quần trên sạch rồi. Còn đúng có 6 cái ở trong nhà luôn đó mọi người. S, M, L. Ai lấy chút giùm em. Không này nỉ. Không có hình thức này nỉ. Ai lấy quần thì ghi cho em là quần nha. Kèm size cho em S, M với L. Quần giờ mà đi đâu mua được trăm mấy mọi người. Trăm mấy thì mua kaki pha vô thôi. Chứ ai có quần hết đó mọi người ơi. Giờ Tết rồi ai cũng bán quần cao trên trời. Lấy xỉ vào cũng cao nữa. Rồi áo này cho em. Áo sọc. Áo sọc giùm em nha. Á đầu like sung ha. Rồi cái like sao hai like này giống như cái like. Chán muốn nổi luôn đó mọi người. Rồi cái này cho em. Áo này 69.000 cho em. Áo này trai có đơn thôi nha. Bán tri ân á. Có mấy cái à. Cái này ai không có đơn là Dung không có bán cho đâu. Nói trước á, thà Dung để lại Dung không bán. 69.000 Dung lùi lắm. Rồi bán cho gì là chưng hoa Tết kìa. Rồi cái này là màu vàng, sọc đen, sọc nâu, sọc trắng với một cái sọc nhỏ. Có 6-7 cái như này. Ai có đơn là Dung mới bán nha. Còn không thì chốt 2-3 cái trở lên. Có 69.000 Dung không có ra đơn lẻ cho mọi người đâu. Ra đơn lẻ cực lắm mọi người. Đây, ai lấy chốt em cái này là sọc nhỏ 69.000. Sọc trắng của Huyền Nguyễn. Có đơn rồi thì một cái Dung cũng bấm vô cho. Chứ còn mà ví dụ như mà không có đơn phải lấy từ hai cái. Thì Dung vỏ sọc trắng. Đen với nâu của em Quỳnh. Nâu của Thảo Nguyên.
nhỏ của chị Quyên. Rồi hết. Hết rồi mấy chị, còn đúng ba cái, ba màu trên tay, nâu, sọc đen với sọc vàng. Sọc nâu của Khương Phan Thị. Rồi còn đúng một đen với một vàng nữa là hết. Còn có 69.000 rồi mấy chị ơi. Hết rồi mấy chị, còn đúng hai màu vàng với lại đen. Đen chị Quyên. Rồi còn vàng. Hết rồi mấy chị. Còn đúng một cái màu vàng duy nhất. Ai lấy vàng thì chốt vàng nha. Hết rồi. Em còn đúng một vàng duy nhất thôi. Á, màu vàng đẹp thì lại trừ lại. Mấy bà sao á, thì có cái màu vàng siêu đẹp luôn á. Tìm nơi bình yên sọc vàng. Cái quần ở dưới của nó là phối ren luôn á. Quần ở dưới của nó là phối ren luôn á mọi người. Xin chào. Set nơ của em nha. Set nơ đi mọi người. Qua khoác lông không ạ? Em qua khoác lông luôn chị ơi. Qua khoác lông vừa nhập vào 3-4x chứ không có bán được. Rồi, set này cho em vàng của Thúy Oanh. Thủy Tiên lên địa chỉ. Cái này em có đúng chuẩn 3 tông màu của Hacker luôn, cái này hàng sale của Quảng Châu á. Cho nên gần lại đây chúng coi. Cái này chưa like đâu mà bước qua bên kia nha. Mẫu này dùng em. Em qua khoác dung và đổi xíu đi. Set này duy nhất ở trên line 135.000 nhá. Có 6 set thôi mấy chị. Hàng này hàng nơ xịt nha mọi người nhá. Không phải nơ hàng loại 2 đâu. Nhìn cái phong quần này. Quần của nó là có dây kéo một bên luôn. Nhìn cái phong quần này mấy chị biết hàng xịt này nè. Đó, không phải là dư như những cái dạng bo mà em bán cho mấy chị đâu. 135.000 bình thường đáng lẽ là 145.000 đó. Màu trắng, màu nâu với màu đen. Có hai size S với M. Nó đẹp chưa? Nhìn cái phong quần này. Ở dưới này là phối ren cho em luôn nhá. 135.000 kèm màu cho em. Áo là nơ bự chà bá luôn. Hai ống tay là phòng to như thế này luôn nha mọi người nhá. Hai ống tay của nó là phòng như thế này luôn. Kèm màu cho em. Nó có 135.000 đó mấy chị. Về phối mít riêng cũng đẹp. Cái này về mấy chị phối với sơ mi hoặc là áo thun phong rộng nó cũng đẹp nè. Nó là dạng phong chuẩn đó mọi người. Chị cho anh gì là màu nu sẽ S. Trần Thư kèm màu. Kèm size. Rồi xe Nguyễn là nu M. Nu của Trần Thư. Kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại để chị giúp em đối với khách mới nha. Nó đẹp xỉu luôn, nó màu trắng này. Nó xỉu luôn. Té ngựa với cái set này. Lê Kiều, Lê Kiều Thi Thanh lên địa chỉ. Ok Trần Thương. Đen nu với lại là màu trắng cho em nha mọi người. Đen nu với trắng. Á sung. Sung sung sung. Siêu siêu đẹp. Ai lấy cho thùm em kèm màu. Kèm màu với kèm số điện thoại địa chỉ cho mấy chị ơi. Quận 10 là ở đâu vậy chị? Quận 10 nó nằm nhiều chỗ lắm nha. Chứ không phải riêng mỗi thành phố đâu. Còn nu không em ơi? Hết nu rồi đúng không? Đó, con người chốt là hết rồi đúng không? Mày có bỏ phiếu được không? Để biết mà chốt nè. Rồi em còn đen với trắng thôi mấy chị. Hết nu rồi. Rồi sao mặc mấy chị màu nào mấy chị lên chốt màu đó không vậy? Rồi mới đi mặc đủ màu cho mấy chị luôn hả? Màu nào mấy chị chốt màu đó không vậy chàng? Mặc màu đen chứ hả? Màu đen lên chói lắm.
hỏi cho chị là đang cái quận 10 nó nằm ở đâu. Quận 10 Đà Lạt rồi quận 10 gì tùm lum, ở đâu cũng có hết, thành phố cũng có, Đà Nẵng cũng có, ở đâu cũng có quận hết đó mọi người. Nên em đang hỏi quận 10 là nằm ở đâu, chứ không phải là em xin lại nha mọi người nha. Em xin lại địa chỉ, hỏi là quận 10 nằm ở đâu, ghi cho em cái tên thôi, tỉnh thành phố thôi. Cứ ghi tới quận 10 để không cho cái tỉnh để biết đâu mà phân hàng cho mấy chị. Rồi ai lấy nó cho giúp em, còn màu đen thôi, màu đen với màu trắng. Cái set này đẹp mấy chị sửng buồn ghê luôn á. Cũng set đẹp thì lại sửng. Ngoại ghê ơi, chị ngoại luôn. Ok em. Rồi set này cho em. Em còn đen với trắng thôi, hết nu rồi mấy chị. Hết màu nu rồi, còn mũi đen với trắng thôi. Rồi set này cho em. Xem mấy chị 79.000, có 3 set à. 79.000, hàng này hàng Quảng Châu nha. Set vịt đó mấy chị. Set vịt 79.000 Hồ Dung nha. Ai lấy set vịt cho hôm em là set vịt 79.000. Vịt vịt. Con vịt đó, nó xinh quá. 79.000 chai có đơn thôi. Cái này đưa chị một cái còn nguyên đi. Hàng Quảng Châu á mấy chị. Nè. Ai này ai lấy thì chốt lẻ nha. Á vải siêu đẹp luôn, mà có 79.000 thôi đó mấy bà. Chịu nổi không? Bao nhiêu ký cũng vô được. Siêu 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 đẹp. Vịt của chị Quyên, Thúy Oanh, chị Rose Nguyễn. Rồi còn 6 set. Nó xinh ha. Mặc cái này em mặc bộ đồ này mà mặc lên cái tóc này là đúng hợp luôn. Nó này xinh không? Set xinh như thế này mà có 79.000 thôi đó. Đôn hôm nay mốt mà em ơi. Mai chứ. Hương Phạm Thị Vịt. Cứ một ngày live với ngày hôm sau là ngày chốt đó mọi người. Cứ như vậy á. Một ngày live một ngày chốt. Bữa nay Tết rồi, không có dồn 3 ngày nữa. Phúc Lê Vịt. Võ Kim Ngân có chưa ta? Võ Kim Ngân Vịt. Rồi ai lấy thử chốt giùm em nha. Vịt, 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 vịt. Phương Phan Thị có rồi em ơi. Yori Vịt. Rồi còn 3 vịt nữa là hết. Ai lấy cho mình em nhá. Còn 3 con vịt nữa là hết. Con vịt này là con vịt gì ta? Vịt Donald hả? Không phải, vịt gì á. Con vịt này đẹp lắm luôn đó mọi người. Vải ngoài siêu đẹp luôn. Mà có 79.000 thôi đó mấy bà. Rẻ như cho luôn. Rồi tiếp tục lên set ngủ này. Hả? Không, túi chỉ còn ấy thôi, không còn gói. Em còn 3 set vịt đó mọi người. À lấy vịt cho em, trời chị Quyên lấy vịt đi chị Quyên. Lấy con set kìa. Em chỉ có 79.000 lấy set. Buồn ơi là buồn. Thiển Tâm set vịt. Vịt chung đơn với thư thư của Thúy Hiểu. Nhớ đọc cái comment của khách mấy đứa ơi. Chứ không phải là không thấy số điện thoại để cũng vứt ra luôn, thành ra hàng xả đâu nha. Người ta có cái comment đó đó. Mấy đứa này toàn là vứt ra hàng xả của khách không à. Cho chị một cái set vịt đi em ơi. Cái set kia để bọc bắp ra luôn. Còn có 2 set là ai lấy thì chốt giùm em nha. Em đi thay set ngủ này em xem mọi người. À, set này mặc ở nhà bao đẹp luôn. Rồi ai lấy cho em là set vịt của em. Nó đẹp ghê luôn đó mọi người. Nó xinh ha. Có 2 set là ai comment trước thì có. Còn 2 set vịt. Rồi mẫu này cho em nha mọi người. Set ngủ. Cái này hàng ở shop á. Có mấy set à. Mặc cho mấy chị coi form thôi. Màu đỏ, màu nu. Màu đỏ, màu nu, màu xanh, màu hồng, màu vàng. Với một cái màu đen duy nhất. À màu gì đó, màu đen, màu kem.
Cái này em sale cho mấy chị lũa ở trên line 105.000 luôn nha. Tại em hết hàng rồi, 195 á, sale 105 luôn á. Má ơi, cái set nó xịn. Phi nha mọi người nhá, phi xanh min xám. Má sale 105 đó mấy chị. Thêm nu lấy gì bà? À đang mặc xanh thêm nu dịu anh Trần. Có 105 thôi, cái này Dung sale lỗ mọi người ơi. Mai mới chốt đơn gì ro xe Nguyễn ơi. Màu vàng, màu hồng, màu nu, màu đỏ. Cái này em sale lỗ 195.000 lận. Đô, đổ trình là màu xanh hả? Nu rồi đấy em á. Vàng của Kim Thoa. Rồi hết vàng. Em vứt qua bên kia đi, đưa lên đây đi. Em chốt theo cái phiếu đó, đưa lên đây bao nhiêu chị vứt xuống cho nó lẹ. Đưa đây, đưa hai đó lên đây luôn. Em hết xanh rồi, xanh mấy phiếu rồi em ơi? Cái người ba phiếu đó có màu xanh chưa? Mấy xanh rồi? Hết xanh mấy chị ơi, nu của Trần Hà. Nu của Trần Hà. Của chị anh Trần có xanh xám luôn rồi đó, sale có 105 rồi mấy chị. Em còn hồng đỏ với nu thôi là hết. Hồng đỏ với nu hết luôn á. Hồng của Phúc Lê. Á ơi có 105.000 rồi mấy chị. Mà suy nghĩ đó là rụng nụ luôn á. Nè màu đỏ nè. Màu đỏ, màu nu với màu hồng. Á đẹp ha. Ê đây đây, đây chị. Cảm ơn Hải nha. À, cảm ơn nha. Màu hồng của Cẩm Tiên. Rồi hết hồng. Kế cái Hải trưởng ta. Ê cái nước gì kia vậy? Hết rồi mấy chị ơi. Ê hết con nu không ta? Nu cho chị đâu rồi trời? Em nu qua cho chị Trần Thủy. Rồi còn đúng một set màu đỏ luôn. Màu đỏ người chốt cho ta. Còn một đỏ cuối cùng hết rồi đó mấy chị. A à, đỏ của chị Hải Lan này hết. Hết rồi mấy chị. Rồi có mấy set rồi mấy chị ơi. Thằng xe rồi mấy bà ơi. Cái này hàng sale cũng sốt với mấy bà. Size em hết rồi mấy chị. Ở dưới chân là nó có bao chung đó. Đẹp lắm. Nói chung là cái đầm cái set này đẹp. Có 105.000. Hết rồi mấy chị đẹp. Hết thật rồi. Ngồi buồn buồn sale mấy chị á. À cái này siêu phẩm nữa nè. Giờ không biết sao. Giờ không biết làm sao. À